Cả tiêu. Ôi cái này cũng bật luôn rồi. Ủa sao chỗ đây có dấu banh vậy em ta? Ui dính cả. Bật 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 mọi người ơi. Ui cái bẫy đó hổ. Cái dây cột đây. Ở đây. Ôi dính con kia mọi người ơi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì ngày hôm nay Kim mà đi gà bẫy gà này mọi người. Đấy. Thì ở ngoài này là cái đám mì trống này. Sáng thì gà nó thường đi ra những cái đám này ăn nè, trong đám này đó thì Kim kiếm những cái đường nó hay đi ra ấy. Mình đặt những cái bẫy cạp ha, đó đặt những bẫy cạp, tính đặt bài dây nhưng mà đặt bài dây nó hơi lâu mọi người, nên là Kim sẽ đặt những cái bẫy cạp đó. Đó thì anh thường anh đã đi ra những cái đường này nè, thì mình đặt chỗ đường này. Nãy giờ Kim đặt cũng được mấy cái rồi, thì giờ là sẽ tiếp tục đặt ha. Chiều này rảo đi rình gà luôn mọi người. Đó. Ok, bây giờ là thì thôi. Đó, đi khéo khéo không mình tự đạp nó chết. Đây, bịch bẫy đây. Rồi ok, bây giờ là đi gài tiếp những cái điểm khác thôi. Đi dọc men theo cái bờ này thì phát hiện ra một cái chỗ nữa mà. Đây nè, mấy cái cụ sánh người ta dục đây nè. Giờ mấy con gà nó lót xác đó nó ăn nè. Đầy dấu nó ăn nè mọi người. Đấy. Đấy giờ là sẽ lấy mấy cụ sánh này. Bỏ ở mấy chỗ này. Cái đó nó ăn là nó sẽ. Đấy. Có cũng được, không có cũng được nha mọi người. Đấy, không sao hết á. Nói chung là nó đi tới đây nó ăn rồi trước sau gì nó cũng đi qua chỗ đây à. Rồi tại vì nó thấy chỗ trống á, nó băng qua. Đấy. Bây giờ là cứ gài thôi. Rồi sáng mai sẽ biết kết quả mọi người. Sớm giờ Kim gài trên kia mọi người, Kim gài tít ở trên kia này. Nó dọc xuống tới đây luôn. Dọc xuống tới đây là gài cũng sắp hết bẫy rồi, còn có mấy cái à. Đi tới đây phát hiện ra ai cũng đẹp bẫy đây. Đấy. Ai cũng đẹp bẫy này. Bẫy nhưng mà nó loại bự hơn. Kim đẹp cái nhỏ vậy thôi. Còn anh đây đẹp cái bự chà bé vậy luôn. Nè. Đẹp chắc cũng cách đây 2 hôm rồi. Cách đây 2 hôm này. Nó ở đây luôn đây. Khả năng gà đi ngang qua đi ngang lại là dính rất là cao luôn. Cho anh đặt giữa đám ở ngoài đám luôn. Đó. Rồi Kim đặt cái bờ, còn anh đặt đặt giữa đám luôn. Kim chạy trên đường ấy, thấy một con bồ kết, chỗ con bồ kết có tí tẹo mà nó gấp con chuột này, nó bấm con chuột sắp chết luôn rồi. Đây mọi người. Chuột này. Đấy. Bù cách đó mọi người, nó thấy kia mà nó gấp ra xong rồi cái kiểu của bù cách nó hơi nhỏ mà nó gấp con chuột này hơi to, đù nó bấm mà chết luôn rồi mọi người. Ôi dồi con chuột còn sống. Đến giờ nó đứng trên cây keo kìa, thôi đợi nó chút nữa nó xuống nó gấp ha. Hello, xin chào mọi người. Giờ là 4 giờ. 4 giờ 7 phút. Trên đường đi xuống đây thì nãy luôn. Nãy Kim đi lúc 3 rưỡi. Giờ xuống đây 4 giờ. Giờ là bắt đầu vào rừng này. Thì hôm nay Kim đi sớm. Cả đem theo con gà. Đời nhữ gà luôn. Lên mấy cái con gà này thử được không nha. Thì nhữ gà cũng không có mọi người. Nhữ gà cũng có thì Kim tạt qua cây này đây. Cây da nè, cây da hôm bữa trước có đi xem vài lần á. Thì hiện tại trái nó cũng hết rồi. Còn trái nhỏ không à. Khỉ nó phé sạch luôn rồi, nó tuốt hết rồi. Nãy Kim có bán được mấy lóc lách á, được ít lóc lách á. Gà đây, gà nó bị rớt hết lông đuôi rồi. Nhưng mà gà ngồi khôn quá mọi người, nó không vô, nó khôn quá. Chắc có lẽ ngồi đợi tí nữa có chim kiếm chim vàng lóc lách nữa, giờ ram xong cái là về luôn á mọi người. Cây cũng hết trái luôn rồi. Hết trái, còn trái lai rai. Ôi. Gà mùa này hên lắm mà sao có nhiều con lẻ lẻ nó dễ dính, mà còn nhiều cái con mà con bay à. Con một con gà trống nó dẫn thì ông bay gà mái khó dính lắm mọi người. Nó khôn. Trên đường về thì Kim tạt ngang qua mấy cái bẫy gà, Kim thăm thử nha mọi người. Hồi sáng đi nhử sớm á, không có thăm được. Sáng đi nhử khu khác ấy. Đây là cái bẫy của người ta, không có ông tỉnh gì. Để đi thăm mấy cái bẫy của Kim ha. Thì mọi người theo dõi luôn nha. Vẫn còn nguyên một cái. Rắn. Hai cái còn nguyên mọi người. Hai cái còn nguyên luôn. Hai cái nữa. Còn 4 cái nữa. cái chỗ này còn nghiêng luôn. Chưa bọt ha. Tiếp tục còn 3 cái nữa. Cái nữa là chỗ nào rồi? Cái trong đây bật chưa ta? Đánh cái gì? Chưa bật luôn mọi người ơi, còn nguyên này. Còn 2 cái nữa. Ghè nó nhát rồi. Phu đây ghè nó nhát rồi sao? Cái đây một cái vẫn còn nguyên, có đường luồn hả mọi người? Đấy. Còn một cái ngay đây nữa. Vẫn còn nghiêng luôn. Chưa thấy động tĩnh gì hết. Đó, cái chỗ ấy mọi người. Cái chỗ đây nè. Đấy, chỗ trăng sáng ấy. Ok. Thì Kim Trạc qua thăm mấy bãi gà nhưng mà cũng không thấy gì ha. Hôm nay không được may mắn cho lắm. Đi giữ gà thì cũng không có dính. Trạc qua cái cây trái thì tém được vài em lóc lách. Thôi hẹn mọi người ở những video sau nha. Hello, xin chào mọi người. Thì tiếp tục sáng hôm nay Kim sẽ đi thăm mấy cái bẫy ha mọi người. Mấy bẫy gà thì đi thăm khá là trễ. Oh my god. Mất cái bẫy rồi. Ôi. Ôi, dính chuột rồi. Dính con chuột mọi người ơi. Đây này, Kim ra ngay đây nè. Dính con chuột nè. Dính con chuột mọi người. Ok, bây giờ là Kim sẽ gỡ luôn nha. Gỡ nó đây. Rồi ngay chỗ đây dính luôn. Giờ là gỡ xong cái là tiếp tục đi thăm những cái bẫy khác ha. Cái tiếp theo. Ôi cái này cũng bật luôn rồi. Ủa sao chỗ đây có dấu banh vậy ta? Ui dính cả. Bật mọi người ơi. Ui cái bẫy đó, cái dây cột đây ở đây. Ôi dính con kia mọi người ơi, dính một con kia. Ôi dính đâu chìm que à, chớ tím riệm đâu vô. Nó kẹp con sức cái chân luôn. Ui đây mọi người, quá ly kỳ và hấp dẫn mọi người. Đây gà trống. Đấy. Dính hồi chiều hôm qua mọi người ơi, nó cứng ngắt à. Dấu này nó dãy nó còn cũ rồi. Dính đầu chiều hôm qua. Do lúc hồi trưa hôm qua Kim có thăm nhưng mà không có dính. Hồi chiều hôm qua cái làm biếng đi thăm. Sáng nay thăm dính luôn. Quá đẻ luôn mọi người ơi. À, đẻ nha. Rồi ok. Đi thăm tiếp mấy cái khác nữa. Sao có con gà trống không ta? Gà mái không đâu. Giờ là Kim xì gỡ cái này xong cái đợi đây Kim đi thăm những cái khác một chút nữa quay lại. Hai bẫy đầu tiên ngon ăn luôn mọi người ạ. Hai bẫy đầu tiên ngon ăn luôn. Ui. Cái này chưa bọc. Cái này còn nguyên. Còn nghiêng mọi người. Cái này bật chưa ta? Cái này còn nghiêng luôn mọi người. Yeah. Hên xui. Ồ, cái này còn nghiêng luôn rồi. Còn nghiêng à, mọi người thấy không? Ngay cái luôn rồi, sáng ấy, đấy. Như cái gì chị rầm 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 ta. Chỗ đây có một bẫy. Bẫy chỗ đây cũng còn nguyên rồi. Ok. Khác mày mắn dính được con không? Hơn đâu. Không còn nhiều, dính được con là được rồi mọi người ơi. Dính ngay hai cái bẫy đầu tiên luôn. Dính cái bẫy ngay đây, ngay chỗ đây ngon quá đây mà, biểu dính sao được. Ok, Kim sẽ gỡ nó ha.